Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Video này mình xin hướng dẫn với các bạn cách sử dụng con phân tần này trong trường hợp khi mà mình đấu nối hai con loa bass nhé, hai con loa bass 20 hoặc là hai loa bass 25. Đó. Thì có rất là nhiều bác khi mà có một cái bộ phân tần như thế này khi lắp vào cái dàn loa của mình thì con này là con ba đường tiếng nhé. Nhưng mà có nhiều trường hợp là thêm bass, và đây là trường hợp khách hàng bên em đã phản hồi và đã mong muốn là được ghép con phân tần này với hai con loa bass 20. Đấy, hai con loa 20 thì nhân tiện là em sẽ làm cái video luôn để hướng dẫn cho các bác sử dụng con phân tần AB503 này. Thì trước tiên là tổng quan các bác nhìn con phân tần này của nó, nhìn nó khá là cứng cáp và ok. Đó, nó khá là nặng nha các bạn, cầm trên tay nó rất là nặng. Đây, toàn bộ phần dây này là bên mình hàn miễn phí cho các bạn. Đó, dây dài 1m nha các bạn, dài 1m và dây là dây Hitachi luôn, dây Hitachi luôn các bạn. Đó, đây các bạn nhé, dây của Protherier đây nhé. Đó, rất là xịn. Đấy, thì nguyên cái dây này của bên mình nó đã cũng nếu mà mua là cũng mấy chục ngàn rồi các bạn. Thì vào chủ đề chính của chúng ta, thì trên con phân tần này các bạn cần quan, thứ nhất nó là ba đường tiếng đúng không ạ, thứ hai là cái phần công suất này của nó khoảng xấp xỉ 400W. Đấy, các bạn đánh được một cặp bass 20 ok các bạn nhé. Đó, và cái chỗ này của nó là trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Thì trong quá trình khi các bạn ghép hai con loa bass 20 song song với nhau đúng không ạ, song song với nào tức nghĩa là các bạn nối cực dương với cực dương, âm với cực âm các nhé, thì các bạn cần phải lưu ý một chút về cái việc mà phối ghép. Đó, các bạn cần để ý đến cái thông số ở phía sau của loa của nó sẽ có cái trở kháng nha các bạn. Đấy, cái việc này là các bạn cần lưu ý này, chứ không phải là mình cứ ghép loa vào cũng được nha bạn. Đó, nó hỗ trợ từ 4 đến 8 ohm, có nghĩa rằng là khi các bạn ghép song song hai con loa với nhau, trở kháng của nó phải nằm ở trong cái khoảng này, đúng không ạ? Đấy. Thì ví dụ như các bạn có hai con loa 8 ohm đi, hai con loa bass 8 ohm thì các bạn ghép ok nhá. Ghép song song của nó vào á thì trở kháng của nó sẽ là, tổng trở kháng của nó sẽ là 4 ohm. Thì con phân tần này các bạn dùng ok nhé bạn. Ok. Trong trường hợp mà các bạn dùng hai con loa 4 ohm thì các bạn đấu song song như bình thường là nó sẽ tụt trở kháng 2 ohm, là sẽ rất dễ gây hỏng thiết bị của các bạn. Đấy, cho nên trong quá trình khi các bạn mua phân tần của bên em thì các bạn bên em luôn luôn hỏi về cái việc các bạn ghép là loa bass là trở kháng bao nhiêu. Đấy, và các bạn cũng trực tiếp để thông báo để bên mình có những cái tư vấn cho nó đúng như các bạn. Đó. Thì đối với con này của các bạn ấy thì là ở đây này nó có hai con loa chung các bạn nhé, hai con tụ 6.8 để cho con loa chung. Đó, hai con này sẽ mắc song song với nhau các bạn nhé, song song với nhau. Một con cuộn cảm này nó cũng sẽ dành cho con loa chung, loa lời. Phần loa chép của nó là con tụ 2.2 này, và nó có một cái con này nó gọi là cầu chỉ bóng đèn nha các bạn nhé, 35W live build, có nghĩa là con này của nó là nó chịu được cái công suất 35W khi nó chạy qua đây. Đấy, vượt quá 35W này thì nó sẽ cháy, đứt cầu chì bên trong. Đó, cái con này của nó bảo vệ loa chép rất là hay luôn các bạn. Thì con này các bạn ví dụ các bạn đánh chép kèn chẳng hạn, chép kèn 750 các bạn nhé, chép kèn 750 các bạn chạy khi mà đẩy công suất vào. Đấy, công suất nó sẽ dồn liên tục và nó sẽ đi qua con tụ này và đi qua con bóng đèn trước khi đến với con loa chép các bạn nhé. Ví dụ như phần qua tụ đấy, thì nó công suất nó không chịu được qua bóng đèn này thì bóng đèn này nó sẽ sáng lên trong quá trình mà nhiệt độ nó tăng đấy, tần số tăng thì cái bóng này sẽ nóng lên, sợi tóc nó sẽ nóng lên và nó sẽ tiêu tốn một cái công suất đấy, khi mà nó đạt đến 35W như thế này thì là nó đứt các bạn nhé, nó đứt đấy. Cho nên là với cái phân tần này thì các bạn có thể lắp và bảo vệ cho loa chép của mình rất là ok, bạn rất là ok luôn. Đấy, đây là một cái điểm rất là mạnh, điểm cộng của con AB503 này. Đó, con này nó có ba đường mid chép và đường bass rất là rõ rệt. Các bạn kết nối về rất là dễ. Đó, đường này các bạn cắt ra nối bass, đường input thì các bạn vào cái phần cọc loa chính từ âm ly vào. Đấy, chép thì vào đường chép, chung thì vào đường chung, đó là xong các bạn nhé. Đó, thì mình chỉ lưu ý với các bạn khi mà phối ghép cái dòng loa đấy, loa bass, khi mà ghép hai con bass 20 nhá các bạn, thì mình sẽ nói chi tiết một chút để các bạn có những bạn nào mà chưa. Đó, thì đây là em cũng có một cái sơ đồ của con này luôn này, đây con sơ đồ AB503 để bác nào cần có thể chụp lại màn hình đấy, màn hình nhá, các bạn có thể tự làm
bộ này. Đó, bộ này ok. Đấy, bộ này ok, ví dụ như đây. Con cuộn cảm L1 này nó đi thẳng vào đường bát. Hai con tụ 6.8 song song với nhau đấu với cả con L2 này, đi qua con Lomit. Đó. Còn cái đường chép của nó đi qua tụ 2.2 này và đi qua một cái con cầu chỉ bóng đèn 35W các bạn nhé, rồi mới đến đường chép các bạn nhé. Đây là toàn bộ cái sơ đồ của thằng AB502. Đó. Thì các bạn có thể về các bạn nào thích DIY có thể tự làm. Còn nếu không thì có thể là mua ở bên mình phân phối cái sản phẩm này nhé các bạn. Eway Bình Tân bán bộ này đang bán với mức giá là 480.000 một cặp bao gồm hai bộ như thế này. Bác nào mà dùng loa kéo hoặc là chỉ cần loa một con bên mình cũng có bán lẻ nha các bạn nhé. Đó. Bây giờ mình sẽ nói về cái việc mà các bạn nối hai cái loa này với nhau. Hai con loa với nhau thì ví dụ như các bạn có hai con loa bát đúng không ạ? Hai con loa bát 20 đúng không ạ? Bát 20. Đấy. 20. Đó. 20 thì thông thường các bác đấu mà cứ đấu dương với dương như này và âm với âm như này các bạn nhé, thì là gọi là đấu song song nhé. Đấu song song. Đấu song song này thì là trở kháng của cái hai con nó bát, ví dụ con 1 với con 2 này, thì cái thằng trở kháng của nó sẽ tụt đi một nửa các bạn nhé. Đó. Thì trở kháng tổng của nó sẽ là như thế này. Đấy. Và nó sẽ là ví dụ như các bác đấu hai con loa 8 ohm thì ok này. Đó. Đó. Thì cái thằng này R nó bằng 4 nhá. 4 ohm. Đó. Thì 4 ohm là ok đây này. Đấy. Con này nó sẽ hỗ trợ từ 4 đến 8 ohm này. Thấy không? Đấy. 4 đến 8 ohm nhá. Còn nếu như các bạn mà đấu hai con loa đây là 8 ohm này. 8 ohm nhá. Đó. 8 ohm, hai con loa 8 ohm thì các bạn đấu song song là ok. Còn trong trường hợp mà các bạn hai con loa này các bạn có 4 ohm thì sao? Hai con loa 4 ohm thì các bạn phải lưu ý nhá. Ví dụ như các bạn có hai con loa bát 4 ohm như thế này. Xin lỗi, vẽ xấu quá. Đấy. Bát 1 này. Bát 2 này. Con này là 4 ohm này. Con này là 4 ohm này. Đấy. Dương âm này. Dương âm này. Nếu như các bạn đấu song song nhé. Nếu các bạn đấu song song. Đó, đấu song song. Thì cái con trở kháng này của nó này. Nó sẽ bằng là 1/4 cộng 1/4 và nó sẽ bằng là 1/2, tức là R nó sẽ có bằng có 2 thôi. Bằng có 2 ohm nhé các bạn nhé. Thì con này là nó nằm ngoài cái phạm vi của con phân tần này thì không dùng được các bạn nhé. Là không dùng được con này. Và thứ hai là các bạn đấu như vậy là có thể là âm ly nó sẽ bị hỏng đấy. Thì đối với những cái dòng mà loa 4 ohm nha các bạn nhé, thì các bạn không thể nào đấu song song, không thể nào đấu dương với dương, âm với âm được đâu. Đấy, các bạn đấu dương với âm như này là sai nhá. Thì các bạn phải có một cách đấu khác. Ví dụ như con loa của bạn mà 4 ohm. Đấy, 4 ohm các bạn nhá. Hai con bát 42 4 ohm của các bạn ạ. Thì các bạn phải đấu nối tiếp. Nối tiếp là như thế nào? Tức là cực dương của thằng loa thứ nhất các bạn nấu với cả cực âm của thằng loa thứ hai. Đấy, và hai thằng này là sẽ đi vào đường bát của phân tần. Đấy là cực dương này và cực âm của phân tần. Đấy. Các bạn nhé. Đấy. Đây là một cái lưu ý cũng khá là quan trọng đối với các bác mà dùng dòng loa 4 ohm. À, các bạn phải đấu nối tiếp thì lúc đó cái R của các bác này trở kháng này nó sẽ bằng R1 cộng với cả R2 này và bằng 8 ohm là ok nhá. Đó. Còn nếu mà các bạn đấu song song thì nó ra 2 ohm là các bạn sẽ ngửi thấy mùi thịt nướng đấy các bạn nhé. Đó. Rồi thì đấy là cái phần mà em chia sẻ với các bác về cái con phân tần 3503 này. Về đánh giá chung này em thấy con phân tần này khá là ổn trong tầm giá các bác nhá. 480.000 bộ này thì mình thấy là khá là ok với các bác. Nếu mà các bác đánh một bát ba đường tiếng thì không nói gì, khoảng tầm bát 30 bát 40 ok. Các bác đấu hai bát thì mình nghĩ là khoảng bát 20 cũng là bát 25. Nó 25 hơi đuối chút. Đấy, bát 20 là được hai con. Thì các bác là nhớ đến cái trở kháng của nó nhá. Ok, video này mình sẽ chia sẻ với các bác về cái đó và giới thiệu với các bác cái dòng phân tần này. Bên mình về rất là nhiều các bạn nhé. Giá là 480.000 một cặp đã bao gồm phí vận chuyển và hàn dây đầy đủ như thế này. Các nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Eway Bình Tân. Các bạn thấy video hữu ích vui lòng cho mình một like và một đăng ký kênh. Đó, việc đăng ký này là hoàn toàn miễn phí nha. Mình vẫn nói với các bạn như vậy. Và nhưng mà cái việc đăng ký nó giúp cho người làm video nó có những cái động lực mạnh mẽ để mình có thể là làm nhiều những cái chủ đề hấp dẫn hơn các bạn. Cảm ơn các bạn và các bạn
Nhớ là nếu có nhu cầu mua phân tần thì hãy đến UA Bình Tân nha các bạn. Số điện thoại của bên mình là 0911 851 4444. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.